Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giao thông An toàn. Quý vị và các bạn thân mến, vào dịp Tết, tình trạng giao thông lại trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến 10 lỗi phổ biến nhất của những người đi xe máy vào những dịp Tết. Hành vi thứ nhất, lái xe uống rượu bia với nồng độ cồn dưới 0,25mg trên 1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10 đến 12 tháng. Nếu nồng độ cồn vượt quá 0,25 đến 0,4mg trên 1 lít khí thở, mức phạt tiền sẽ là từ 4 triệu đến 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 16 đến 18 tháng. Nếu nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, mức phạt tiền sẽ là từ 6 đến 8 triệu đồng, giấy phép lái xe sẽ bị tước từ 22 đến 24 tháng. Lỗi chạy quá tốc độ. Chạy quá từ 5 đến 10 km/h sẽ xử phạt từ 200 đến 300 ngàn đồng. Chạy quá từ 10 đến 20 km/h mức phạt sẽ là từ 600 đến 1 triệu đồng. Chạy quá trên 20 km/h mức phạt sẽ là từ 4 triệu đến 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Lỗi không đội mũ bảo hiểm, mức xử phạt sẽ là từ 200 đến 300 ngàn đồng. Lỗi đi xe kẹp 3, mức xử phạt từ 200 đến 300 ngàn đồng. Đi xe kẹp 4, mức xử phạt là 400 đến 600 ngàn đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Lỗi đi sai làn đường, mức xử phạt từ 400 đến 600 ngàn đồng. Khi đi vào đường cấm, lỗi xử phạt sẽ là từ 400 đến 600 ngàn đồng. Đi vào đường ngược chiều, mức xử phạt là 1 triệu đến 2 triệu đồng. Khi vượt đèn đỏ, mức xử phạt là từ 600 đến 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Nếu bạn nghe điện thoại, đeo tai nghe khi đang lái xe, mức xử phạt sẽ là từ 600 đến 1 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Trên đây là 10 lỗi phổ biến nhất của những người đi xe máy vào những dịp Tết và mức xử phạt mới theo quy định số 100 năm 2019 NĐ-CP. Chúc quý vị và các bạn có một cái Tết thật vui vẻ, ấm áp và đặc biệt sẽ thật an toàn khi tham gia giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại.